Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Tối hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà một trệt một lầu, nhà mới tinh, xinh lung linh, hẻm an ninh, 3,5 mét thông, hai mặt hẻm thông, tọa lạc tại đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nằm kẹp giữa hai con đường Lê Đức Thọ và Thống Nhất. Thông giữa hai đường Lê Thọ và Thống Nhất nha anh chị. Khu quanh đây có nhiều tiện ích như gần trường Lý Tự Trọng, gần Ủy ban phường 15, gần phía ngoài Lê Đức Thọ là gần bệnh viện cũ Gò Vấp, Techcombank, cũng như là gần trường Nguyễn Trung Trực. Còn thông ra Thống Nhất thì sẽ gặp ngay cái khu trường Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ. Nhà một trệt một lầu, diện tích 4,5 m nhân 6, sổ hồng riêng công nhận bộ 25 m². Nhà hướng đông nam, hai mặt hẻm, hai phòng ngủ, tiện vừa ở vừa kinh doanh nhỏ, giá 2,5 tỷ bớt lọc. Nhà mới đẹp, hệ thống cửa nhôm xin pha, có rèm cửa và một vài nội thất cơ bản như quạt, salon, cầu thang lát đá hoa cương. Nhà sáng, sủa, sạch sẽ trong một đêm mưa gió nhưng vẫn rất là thông thoáng, và đặc biệt nhà có cửa bên hông nữa cho nên thông thoáng lắm. Tới nay khách đi dù mưa gió nhưng khách đi coi căn nhà này rất là đông. Đây, chiếu dưới hẻm để anh chị thấy là mọi người đi coi nhà rất là đông đúc. Giá gia chủ đang rao 2,5 tỷ bởi vì kẹt bán nhanh, chứ lúc trước thì rao cao hơn nha anh chị. Và anh chị nhanh tay alo Vũ 0906943839 để đi coi căn nhà này, chứ không thôi thì dự là với lực khách coi đông như vậy thì chắc là mấy hôm nữa nhà này sẽ bán mà thôi. Tặng salon, nhà mới đẹp, la phong thạch cao, tủ bếp gỗ, nhà cao ráo, cửa trước và cửa hông. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới 2,5 tỷ để chọn cho mình và căn gia đình căn nhà ưng ý. Xin cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục xem phim.